Hello, hello, xin chào mọi người nhá. Đây, bên mình rất chưa nhiều các máy iPad, bạn quan tâm nhé. Đây này, phiên bản iPad mini 2 này, chip A7X nhá. Đây là bản 4G 32GB, sản xuất lượng 100K nhá. Đây này, còn đây là iPad M1 4G 32GB nhá. Đấy, giá hơn 4 triệu thôi, hơn 4 triệu tí thôi. Chip A7X nhá, sản xuất lượng 100K luôn này. Đây là iPad mini 3 này, ông Lugafan 16GB này, màn hình 9.7 inch này. Chip của nó là chip A7X luôn này. Đấy, giá hơn 3 triệu tí thôi nhá. Hơn 3 triệu tí thôi. Đây tiếp nhé, đây là iPad E1 Wi-Fi 16GB giá hơn 2 triệu, có hơn 3 triệu có nhé. Sản xuất lượng 100K nhé, 200K có luôn nhé. Còn đây là iPad E2 Wi-Fi 32GB nhé. Chip của nó chip A8 này, màn hình 9.7 inch nhé. Sản xuất lượng 200K này, đấy mà các bạn đang quan tâm liên hệ số điện thoại là 0567058 này. Đấy, đây là Gen 5 4G 32GB nhé, năm 2017 này, màn hình 9.7 inch này, chip là chip là A9 nhé các bạn nhé. Đấy, A9 sản xuất lượng 50K. Đây là mini 5 nhé, màn hình 7.9 inch này, chip của nó chip A12 Bionic. Đấy, giá hơn 6 triệu, sản xuất lượng 20. E2 4G 16GB này, hơn 4 triệu thôi. 4G 16GB hơn 4 triệu thôi, sản xuất lượng 50, rất nhiều luôn này. Gen 6 4G 32GB nhé. Chip của nó là chip A10. Màn hình 9.7 inch này, chip A10. Màn hình 9.7 inch. Hơn 6 triệu. Pro 10 Pro 9.7 này. Hôm nay không có Pro 10.5 các bạn nhé. Pro 9.7 này. 4 loa này. Quá đỉnh luôn. Hơn 6 triệu. Hơn 7 triệu có hết nhé. Sản xuất lượng 20. 30. Gen 7 4G 32GB này, 2019 này. Màn hình 10.2 inch này, chip A10. Sản xuất lượng 50. Wi-Fi rất nhiều luôn này. Gen 8 4G 32GB này, phiên bản 2020 này. Sản xuất lượng luôn này. 30K nhá. Giá hơn 9 triệu tí thôi, hơn 9 triệu tí thôi nhá. E4 only Wi-Fi 64GB, bản 2020. Chip A14 nhé các bạn nhé. Đấy, màn hình 11 inch. E4 11 inch nhé các bạn nhé. Giá hơn 12 triệu thôi, hơn 12 triệu tí thôi nhé. Và các bạn đang quan tâm thì liên hệ số điện thoại là 0567 0568. Đấy, 0567 0568 nhé. Quan tâm thì có thể liên hệ qua mình nhé. Hỗ trợ ship quốc toàn quốc nhé. Nhận hàng thanh toán tiền nhé các bạn nhé. Đấy, E4